Hello, xin chào các bạn. Hôm nay xóm trọ mình lấy nướng cá. Và bây giờ mình sẽ sang trên kia xem bạn mình nướng như thế nào nhé. Bơ nó cây gốc đôi ấy, đang bán mạng nó đắt lắm, 5.000 cái thịt cân đắt, ăn ra gì đâu, người thích ăn thì ăn, người thích ăn thì mới ngon chứ anh. Thịt mỡ đẩy bao nhiêu dầu luôn, bao nhiêu. Nhìn cái đống này vàng ruộm luôn. Quay cắt quả cho quay nhé, quay nhé. Tăng độ sáng vàng không? Vàng mỡ. Ôi khoai 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 cho ít nha. Ui vàng đẹp lắm.